Tổng cục Thuế Bộ Tài chính sáng nay đã tổ chức hội nghị công bố quyết định bổ nhiệm phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội, Nguyễn Thị Tuyến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội, Hà Minh Hải, Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn dự hội nghị. Đại diện Tổng cục Thuế công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Vũ Mạnh Cường, Cục trưởng Cục Thuế thành phố Hà Nội giữ chức vụ Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ông Vũ Mạnh Cường sinh năm 1976, đã có quá trình công tác gần 20 năm trong ngành tài chính. Trao quyết định bổ nhiệm và tặng hoa chúc mừng tân Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục Thuế Vũ Mạnh Cường, Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn cho biết, trong quá trình công tác, đồng chí Vũ Mạnh Cường luôn thể hiện năng lực quản lý, điều hành, trách nhiệm trong công việc, là cán bộ được đào tạo cơ bản, có năng lực, trình độ chuyên môn sâu, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, có kinh nghiệm, có khả năng tập hợp quần chúng, có mối quan hệ phối hợp công tác tốt với các đơn vị trong và ngoài ngành tài chính. Thứ trưởng Bộ Tài chính đề nghị Tân Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Vũ Mạnh Cường chung tay cùng tập thể ban lãnh đạo Tổng cục Thuế giữ vững và phát huy truyền thống đoàn kết, nhất trí trong nội bộ, chung sức chung lòng, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được Đảng, Nhà nước, Bộ Tài chính giao. Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến cho biết từ khi được nâng cấp trở thành đảng bộ cấp trên cơ sở, trực thuộc thành ủy, đảng bộ cục thuế thành phố Hà Nội hoạt động nền nếp khoa học, năm nào cũng hoàn thành và hoàn thành vượt mức được giao. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính Tổng cục Thuế tiếp tục quan tâm tạo điều kiện để ngành thuế thủ đô hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian tới. Quan tâm tạo điều kiện, hỗ trợ, giúp đỡ để đồng chí tân Phó Tổng cục trưởng hoàn thành tốt hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao trên cương vị công tác mới